mới chính thức ra mắt dầu gội đầu kim dầu xả tóc Black Galis 2-in-1 tại Việt Nam và ưu đãi có hạn. Gội ở nhà mà sướng như ở spa là có thật nha. Trời ơi, em bị nhiễm cái mùi tỏi đen này sang chảnh lắm luôn ấy. Kiểu như là nhẹ nhàng và thon thả, thư giãn cực kỳ đã thế nha. Mà gội xong da đầu nhẹ hẳn, lại còn suôn ngược và bồng bềnh. Sẽ